Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Nhật Hoài sẽ giới thiệu cho các anh chị một công cụ tưởng như là cũ nhưng thực ra nó rất là mới ha. Nó mới theo cách là sử dụng nó và nó mới theo cái cách mà chúng ta vẽ nó. Đó chính là đường xu hướng. Và chúng ta sẽ áp dụng cái đường xu hướng này để swing trading kết hợp với fraction. Rồi ha, thì đường xu hướng là một cái công cụ rất là quen thuộc với các anh chị rồi, đặc biệt là các anh chị đã trading khoảng chừng một năm trở lại đây, hoặc là thậm chí vừa mới biết đến trading cũng có thể biết đến cái công cụ này ha. Đó là đường xu hướng. Nó đơn giản là một cái đường chéo thôi, một cái đường chéo nối hai cái đỉnh hoặc là hai đáy quan trọng của thị trường. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái lần mà giá tiếp cận ha, tiếp cận đường xu hướng và chúng ta sẽ vào lệnh thuận theo xu hướng như thế này. Tuy nhiên cái cách vẽ đường xu hướng nó không chỉ đơn giản là nối đại hai điểm trên biểu đồ là nó ra đâu anh chị. Nó không phải đơn giản như vậy, chúng ta phải có những cái quy tắc nhất định để mà chúng ta vẽ được ra những cái đường xu hướng chuẩn xác nhất. Thì cái quy tắc vẽ đường xu hướng mà chính xác và rõ ràng nhất đó chính là chúng ta gồm hai bước. Bây giờ mình giả dụ là chúng ta vẽ đường xu hướng tăng đi. Bước nhất là anh chị phải xác định ra hai cái điểm swing low ha, swing low tức là cái này mình đã giải thích trong clip trước rồi, đó là hai cái đáy của thị trường ha, hai đáy của thị trường. Và swing low tức là nó phải rõ ràng là một cái vị trí mà thị trường rơi xuống ha và đảo chiều lên trên thì nó mới được gọi là một swing low. Nó không, anh chị không thể nào chọn đại một cái đáy một cái nến nào đó mà anh chị gọi đó là swing low. Nó phải là một vị trí của thị trường mà tại đó nó có một con sóng giảm xuống, sau đó là thị trường đảo chiều tạo một con sóng tăng thì nó được gọi là swing low ha. Anh chị chọn hai cái điểm swing low quan trọng nhất của thị trường mà anh chị cảm thấy là nó quan trọng ha. Thực ra trong trading nó mang tính chủ quan rất là cao. Đôi khi cái swing low này đối với anh chị là quan trọng nhưng đối với những trader khác lại không quan trọng. Thì chúng ta cứ vẽ theo cái cách của chúng ta thôi. Thì theo như cái minh họa này, chúng ta chọn hai cái điểm swing low này ha. Đấy. Và chúng ta nối hai cái điểm swing low đó lại với nhau. Nối lại. Và chúng ta cứ để cho cái đường nó chạy thẳng ha, cứ để cho nó chạy thẳng như vậy và chúng ta không được điều chỉnh nha anh chị. Khi mà nối xong hai cái đáy này với nhau, chúng ta được đường này rồi thì chúng ta không có được chỉnh dịch tới dịch lui gì hết, chúng ta cứ để nguyên đó cho mình ha. Chúng ta sẽ quan sát cái cách mà giá tiếp cận những cái đường xu hướng này trong tương lai. Thì sẽ có những lần là giá chạm đường xu hướng và bật lên rất đẹp, thấy không ạ? Như là lần này nè, chạm xuống xong rồi bật lên, chạm xong rồi bật lên, hoặc là lần này, những cái lần sau này thì chạm và nó bật lên rất đẹp. Nhưng cũng có những cái lần mà giá xuyên qua luôn đường xu hướng như thế này. Đó, xuyên qua đường xu hướng nhưng sau đó quá giá quay trở lại tiếp tục xu hướng của nó thì chúng ta gọi đây là một phá vỡ giả nha anh chị ha, tiếng Anh là false breakout. Thì những cái lần phá vỡ giả này nó xuất hiện rất là thường xuyên. Chúng ta đừng có vì thấy cái việc mà giá xuyên qua đường xu hướng như thế này mà chúng ta dịch chuyển đường xu hướng kéo xuống dưới đây nha anh chị, không có được nha anh chị. Chúng ta phải giữ nguyên, khi mà dẹp vẽ xong rồi chúng ta cố định là cái đường xu hướng này lại luôn, chúng ta không được dịch chuyển. Thì chúng ta coi những lần mà giá rơi xuống ha, xuyên qua đường xu hướng và nó bật lên như thế này thì đó gọi là một false breakout, tức là một cái phá vỡ giả. Tương tự trong xu hướng giảm ha, xu hướng giảm như thế này đấy, thì chúng ta chọn hai cái đỉnh ha, gọi là hai cái swing high quan trọng của thị trường và chúng ta nối hai cái điểm swing high này lại với nhau ha. Thì sẽ có những lần mà giá tiếp cận cái đường này và nó rơi xuống rất đẹp, nhưng cũng sẽ có những lần giá vượt qua luôn ha, vượt qua luôn đường xu hướng nhưng nó lại quay trở lại giảm tiếp tục, thì chúng ta coi những cái lần này là một phá vỡ giả. Thì khi mà giá ha rơi xuống đường xu hướng một cách rõ ràng, đóng cửa ha và nó tiếp diễn cái đà giảm của nó luôn thì chúng ta coi lúc đó là đường xu hướng bị phá vỡ rồi ha. Vậy thì đường xu hướng nó có tác dụng gì và chúng ta áp dụng nó vào swing trading như thế nào? Thì trước tiên là mình phải làm rõ cho anh chị hiểu cái khái niệm swing trading ha. Swing trading tức là như thế nào? Đây. Thì anh chị biết rằng là thị trường á, nó không bao giờ nó đi thẳng lên liên tục hoặc là nó không bao giờ rớt xuống một cái đùi ha. Nó chỉ thường thường là nó sẽ theo một cái xu hướng tăng, có những cái đỉnh cao hơn và cái đáy cao hơn như thế này. Đó. Thì mỗi lần thị trường đẩy lên như thế này, một con sóng đẩy lên như thế này, đó, là được gọi là một con sóng ha, tức là một swing.
một swing của thị trường là một con sóng ha. Đó, những này là con sóng swing đẩy nè, và nó cũng sẽ có những con sóng swing là điều chỉnh. Con sóng điều chỉnh là con sóng mà đi ngược với xu hướng hiện tại của thị trường. Thì cái mục đích của một swing trader tức là chúng ta muốn ăn được một con sóng tăng như thế này trong xu hướng tăng ha. Đó là cái khoản lợi nhuận mà chúng ta muốn ăn lại cái khoản này. Đó. Ví dụ trong ngược lại trong xu hướng giảm như thế này. Thì một cái con sóng như thế này, đó chính là một cái khoản lợi nhuận mà chúng ta nhắm tới. Ha, chúng ta mới mục đích là chúng ta nhắm được ăn được cái con sóng, một cái con sóng của thị trường như thế này. Đó chính là swing trading. Thì cái đường xu hướng nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc là xác định và tìm kiếm lợi nhuận từ những cái con sóng tăng giảm như vậy. Thứ nhất là chúng ta đường xu hướng chúng ta biết được là cái xu hướng chủ đạo là gì. Chúng ta chỉ cần nối hai đỉnh hoặc là nối hai đáy của thị trường lại là chúng ta thấy được đó là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm. Thứ hai là cái độ dốc của xu hướng, cái này rất là quan trọng nè anh chị. Ví dụ như một cái xu hướng bình thường như thế này là nó có độ dốc bình thường ha. Đó. Một cái độ dốc không quá cao và nó cũng không quá thấp. Tuy nhiên với những có những thị trường á, là nó có cái độ dốc nó kinh rất là kinh khủng. Anh chị chỉ cần nối hai cái đáy nó lại là anh chị thấy. Nối hai cái đáy nó lại thì thấy cái độ dốc nó cao lên như thế này. Đó chính là những xu hướng không bền vững ha. Ngược lại những xu hướng mà có độ dốc quá thấp như thế này, ví dụ đây chẳng hạn. Đó, những xu hướng có độ dốc quá thấp thì chúng ta khá là khó kiếm được lợi nhuận từ những con xu hướng như thế này. Bởi vì mỗi lần thị trường nó tăng lên nó không có tăng nhiều ha. Cái mà chúng ta nhắm tới chính là những xu hướng mà nó có cái đường xu hướng này, nó gần với cái đường xu hướng 45 độ nhất có thể. Đó, xu hướng 45 độ là như thế này. Và nó càng gần với đường xu hướng 45 độ thì là cái độ bền vững của thị trường càng cao. Chúng ta sẽ nhắm tới những con xu hướng mà nó có đường xu hướng bền vững và ổn định như vậy. Cái thứ ba đó chính là đường xu hướng là một cái hỗ trợ kháng cự thứ cấp. Mình nói là thứ cấp bởi vì cái đường xu hướng đó là đường chéo ha, còn cái hỗ trợ kháng cự ngang bình thường chính là những đường ngang, cho nên nó sẽ có độ chính xác cao hơn là so với đường xu hướng chéo. Tuy nhiên khi mà kết hợp với đường xu hướng thì những hỗ trợ kháng cự ngang nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt. Ví dụ như trong một xu hướng tăng như thế này ha, hướng tăng như thế này, và chúng ta vừa vẽ đường xu hướng ha, và chúng ta vừa kết hợp với hỗ trợ kháng cự ngang, thì đây là một cái vị trí vào lệnh mua ha, vào lệnh mua lên rất là đẹp tại đây, vì nó có sự kết hợp giữa một cái hỗ trợ ngang ngay tại đây nè, và nó sự hợp lưu giữa đường xu hướng bên dưới. Thì khi mà giá hình thành những setup price đẹp ngay tại vị trí này thì chúng ta có thể mua lên. Đó là một cái tác dụng rất là hay của đường xu hướng. Và cái cuối cùng, đường xu hướng chính là một cái chỉ báo đảo chiều sớm ha. Khi mà đường xu hướng như thế này và giá nó rơi xuống đường xu hướng ha, cắt xuống đường xu hướng, thì chúng ta có thể coi đó là một tín hiệu sớm là của sự đảo chiều xu hướng, và chúng ta có thể thoát toàn bộ các vị thế mà chúng ta đã mua ha trước đó. Tuy nhiên anh chị không bao giờ nên coi cái sự phá vỡ của đường xu hướng là sự phá vỡ của xu hướng luôn nha anh chị. Tức là nếu mà trong xu hướng tăng như thế này, khi mà chúng ta thấy giá rơi xuống như thế này thì chúng ta không bao giờ được sell ngay tại đây nha anh chị. Bởi vì rất có khả năng đây có thể là một false spread ha, có thể là một phá vỡ giả, và giá sau đó có khả năng là nó bật tăng trở lại ha. Chỉ là một dấu hiệu sớm để chúng ta thoát các vị thế mua vào trước đó mà thôi. Rồi ha, chúng ta cùng thử xem một cái ví dụ cách áp dụng đường xu hướng trong để bắt những con sóng swing của thị trường này như thế nào. Ở đây chúng ta có hai cái đáy nè anh chị ha, chúng ta nối hai cái đáy này chúng ta được đường xu hướng tăng. Chúng ta có hai cái đỉnh này, chúng ta nối hai cái đỉnh này là được một đường xu hướng giảm ha. Khi mà giá hồi lại ha, hồi lại trong xu hướng tăng như thế này, kết hợp là nó tiếp cận ngay tại vị trí này, chính là một hợp lưu giữa đường xu hướng tăng bên dưới và đường xu hướng giảm bên trên. Anh chị thấy nó đi ngang qua một cái vùng hỗ trợ ngay tại đây. Và khi mà xuất hiện một setup price tại đây, anh chị thấy đây là setup gì ạ? Đây chính là một fake tăng giá ha. Đây chính là phá vỡ giả của fake tăng giá nè. Đó, nó có cái đuôi thọt xuống xong rồi nó đóng cửa bên trên. Thì chúng ta có thể vào lệnh mua ngay tại đây và chúng ta ăn được cái con sóng swing đằng sau. Cái ví dụ thứ hai này nó hơi khó hiểu chút xíu ha, anh chị tập trung nha. Rồi, chúng ta đầu tiên chúng ta chọn cái đáy đầu tiên này chính là cái đáy quan trọng nhất ha, cái đáy đầu tiên mà chúng ta sẽ dựa vào đó để vẽ các đường xu hướng trong tương lai. Khi mà giá tạo xong cái swing low này, đó, tức là khi là giá nó vượt lên trên cái đỉnh của trước đó thì cái swing low này được xác nhận. Một cách để mà xác định một cái swing low rất là đơn giản, chị chỉ cần giá vượt lên trên ha, vượt lên trên cái swing high trước đó ngay tại đây. Vượt lên trên thì chúng ta xác nhận đây là một swing low tốt, thì chúng ta sẽ vẽ được đường xu hướng đầu tiên là cái đường màu xanh này. Đó, vẽ đường màu xanh này ha.
đây chính là cái ví dụ đầu tiên của chúng ta đó. Khi mà giá tiếp cận cái đường xanh này, chúng ta vào một cái vị thế mua ha. Khi giá tiếp tục phá vỡ cái swing high này ha, vượt lên trên ngay tại đây, thì cái swing low này được xác nhận này, đúng không ạ? Khi mà giá vượt lên trên này thì cái swing low này được xác nhận, chúng ta tiếp tục vẽ được một cái đường xu hướng thứ hai, đó chính là cái đường xu hướng màu nâu này đó. Rồi khi mà giá hồi về chạm được cái đường xu hướng màu nâu, chúng ta tiếp tục mua vào ha, tiếp mua vào để ăn được con sóng đằng sau. Anh chị chỉ cần nhớ một nguyên tắc, khi là một cái swing high, một cái đỉnh ha, bị phá vỡ, bị vượt lên trên, thì chúng ta xác nhận cái đáy ngay vừa trước chính là một swing low được xác nhận. Tiếp tục ha, khi cái đỉnh này nè, đó, cái đỉnh này bị phá lên trên như thế này, thì chúng ta xác nhận cái swing low mới này ha, một swing low mới này được xác nhận. Do đó chúng ta tiếp tục vẽ thêm từ cái điểm đầu tiên này, chúng ta nối thêm một đường xu hướng mới nữa đó. Và khi mà giá hồi về ngay tại đây thì chúng ta tiếp tục vào thêm một lệnh mua nữa để ăn con sóng này đó. Và khi giá đã phá vỡ một cách rõ ràng so với đường xu hướng màu tím thì chúng ta xác nhận là đường xu hướng đã bị phá vỡ và xu hướng đã đảo chiều. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần một cái đỉnh ha, một cái đỉnh bị phá vỡ lên trên thì cái đáy ngay vừa trước nó là xác nhận là một swing low và chúng ta có thể tiếp tục vẽ được một cái đường xu hướng mới. Cứ tiếp tục như vậy. Khi một cái đỉnh bị phá vỡ lên trên, chúng ta sẽ chọn ngay cái đáy ngay vừa trước ha, ngay vừa trước cái đỉnh đó, và nối thêm được đường xu hướng mới và tìm các cơ hội vào lệnh mua tiếp tục trong tương lai. Anh chị cùng xem cái ví dụ trên biểu đồ thực chiến nha. Rồi ha. Cái con GAUD tức là đồng bảng Anh so với đồng đô Úc thì nó có một cái xu hướng tăng rất đẹp như thế này, anh chị cùng vẽ được xu hướng với mình nha. Đầu tiên chúng ta chọn hai cái đáy quan trọng của thị trường. Cái đáy đầu tiên là rất là dễ thấy ha, anh chị chỉ cần chọn cái đáy này, đó là một cái đáy rất là dễ thấy rồi. Cái đáy thứ hai là mình cứ chọn một cái đáy gần sát với cái đáy đó, là cái đáy này đó, thì chúng ta nối hai cái đáy này với nhau thì chúng ta sẽ được một đường xu hướng tăng. Anh chị nhớ là chúng ta nối đáy, cái đáy của nến cũng được, và chúng ta nối cái giá đóng cửa của nến cũng được nha anh chị. Chọn cái nào cũng được, mà cái nào mà anh chị thấy thoải mái và thấy hợp với mình thôi là cũng được rồi. Rồi chúng ta nối hai cái đáy này với nhau. Nối xong là cứ kéo thẳng ra nha anh chị. Đó, kéo thẳng nó ra, đó là xong. Chúng ta được một đường xu hướng tăng. Chúng ta đừng có thấy những cái đáy này nó lệch mà chúng ta điều chỉnh cái đường xu hướng nha anh chị. Quan trọng là hai cái đáy đầu tiên á, hai đáy đầu tiên chúng ta cứ để thẳng như thế này, là trong tương lai là anh chị thấy rõ ràng nó có sự tiếp xúc ngay tại đây nè, đúng không? Tiếp xúc ngay tại đây là chúng ta có thể thực hiện một lệnh mua lên rất là đẹp ngay tại đây rồi. Với setup là gì ạ? Với setup là inside 3 bin 3 combo ha. Đó, chúng ta có thể mua lên cái setup này khi mà giá tiếp cận đường xu hướng và cũng là một hỗ trợ luôn. Đó cũng là một hỗ trợ ha. Rồi, anh chị thấy sau khi vẽ đường xu hướng này, anh chị thấy có một sự tiếp xúc rất là đẹp ha. Có xuất hiện những setup, đây là nến đuôi dài nè. Đấy. Một cái pin 3 tăng giá ngay tại đây nè. Đó. Thậm chí chúng ta có thêm một pin 3 tăng giá ngay tại đây nữa. Ha. Thì đây tất là những cơ hội mua vào rất là đẹp để ăn con sóng swing đằng sau này. Rồi, khi giá phá vỡ cái swing high, tức là cái đỉnh nè, cái đỉnh này. Khi mà giá vượt lên trên cái đỉnh này thì chúng ta xác nhận cái điểm swing low dưới này là một cái swing low được xác nhận ha, một cái đáy này nè. Thì chúng ta từ đó chúng ta nối vẽ thêm một đường xu hướng mới, vẽ thêm một đường xu hướng mới đi ngang qua đây. Đó. Là anh chị thấy cái sự tiếp xúc của cái đường xu hướng mới ngay lần tiếp theo rất là đẹp đúng không ạ? Nó tiếp xúc ngay tại đây. Và nó hình thành một setup là gì ạ? Đây chính là một fakey tăng giá nè anh chị. Đây cũng là một vùng hỗ trợ trước đó ha. Đó, đây cũng là một vùng hỗ trợ. Vì trước đó nó có một pin 3 nè, anh chị thấy pin 3 này không ạ? Đấy. Chúng ta có thể vào một lệnh mua ngay tại đây để ăn một con sóng giảm tiếp theo rất là đẹp. Rồi, trong tương lai ha, trong tương lai mình giả dụ nếu cái đỉnh này bị phá vỡ lên trên, đóng cửa bên trên, vượt lên trên luôn, thì anh chị hoàn toàn có thể vẽ thêm một đường xu hướng nữa. Và cái đường xu hướng này nó cũng đi ngang qua luôn cái đường cũ rồi nè. Đó, chúng ta điều chỉnh chút xíu thôi. Vẽ lại đây. Thì trong tương lai khi mà giá tiếp cận cái đường xu hướng này, anh chị hoàn toàn có thể thực hiện các lệnh mua lên ha. Và nhớ là tiếp cận đường xu hướng và nó phải kết hợp một cái vùng hỗ trợ và cộng thêm một suppression tăng giá đẹp nữa, thì chúng ta có thể có một lệnh rất là đẹp.
Hiện tại thì giá chưa chạm cái đường xu hướng này, chúng ta nên phải tiếp tục chờ thêm và chúng ta nối cái điểm đường xu hướng này dài ra thì chúng ta có thể thấy là một cái vùng, đây là một vùng mua rất đẹp ha anh chị. Đó, tương lai khi mà giá hồi về và chạm cái đường xu hướng này, chúng ta có thể thực hiện một lệnh mua lên. Đây là vừa kết hợp giữa đường xu hướng và một cái vùng hỗ trợ nè. Rồi, trên đây là cái video clip về đường xu hướng ha, kết hợp đường xu hướng và hỗ trợ kháng cự để swing trading bằng price option. Nếu mà chị thấy thích cái clip này, nhớ một like, một subscribe, comment bên dưới những cái ý tưởng về trading hoặc là thắc mắc và băn khoăn. Và cuối cùng là nhấn quả chuông cái bên nút subscribe để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Trader Việt ra clip nha. Rồi, xin chào anh chị, chúc một ngày tốt lành.